Xin chào mọi người. Clip ngày buổi hôm qua, chiến thần ở rễ Dương Thanh Tần Thanh Tâm, chương 6368 đến chương 6377. Lưu Vũ Hàng lúc này lập tức cũng phản ứng lại. Còn mặc dù mỗi ngày đều dựa theo phương pháp mà Dương Thanh truyền thụ để luyện tập, nhưng mỗi ngày đều giới hạn trong việc luyện tập, nên cậu căn bản không hề chú ý tới sự thay đổi của mình. Giờ phút này thấy mình lại có thể đem nhĩ chu đánh lui mấy mét, Lưu Vũ Hàng vừa khiếp sợ lại vừa kích động. Phải biết nhĩ chu này thế nhưng là người có khí lực lớn nhất bên trong thành nhật cốc. Cho dù vừa rồi nhĩ chu là vì chủ quan không chú ý, cũng không hề ngăn cản mới bị đẩy lui, nhưng chuyện này dù sao cũng là việc mà Lưu Vũ Hàng trước kia căn bản là không cách nào làm được. Thấy nhĩ chu không có chuyện gì, Lưu Vũ Hàng cũng yên tâm trở lại. Cậu kích động nói với nhĩ chu: ta để thanh ca dạy cho ta mấy chiêu, không ngờ tới thật sự lại mạnh lên. Nhĩ chu có 10 phần ngoài ý muốn, Dương Thanh vậy mà lợi hại như thế. Chẳng những thực lực bản thân khủng bố, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy đã để Lưu Vũ Hàng cũng thay đổi mạnh lên. Trong lúc nhất thời, nhĩ chu trong lòng đã có chút muốn để Dương Thanh cũng truyền thụ cho hắn mấy chiêu. Thế nhưng là khi nhìn đến tên này hiện đang sống trong nhà nữ thần yêu quý của mình, còn tức giận đối với Dương Thanh lại lần nữa tăng vọt. Vì vậy nhĩ chu nộ khí đằng đằng trợn mắt nhìn Dương Thanh, ngắt lời Lưu Vũ Hàng: cái tên khốn kiếp này không phải người tốt lành gì, ngươi về sau vẫn là bớt đi lại cùng hắn đi. Ngươi mặc dù trở nên lợi hại, nhưng điều này sẽ chỉ khiến ngươi về sau gặp nhiều rắc rối hơn, để tỷ tỷ của ngươi phải lo lắng. Nghe được lời nói này của nhĩ chu, Lưu Vũ Hàng lập tức không đồng ý. Vốn dĩ bởi vì đánh đuổi được nhĩ chu, Lưu Vũ Hàng trong lòng còn có chút tự trách, nhưng giờ phút này trong lòng của cậu chỉ có tức giận. Bởi vì cậu sợ dĩ để Dương Thanh truyền thụ võ nghệ chính là vì bảo vệ Lưu Ngự Yên, cũng phải là đi bắt nạt người khác mà gặp rắc rối. Sự hiểu lầm của nhĩ chu đối với Lưu Vũ Hàng cùng sự thù địch của hắn đối với Dương Thanh, điều này đã khiến cậu 10 phần tức giận. Nhĩ chu, người nói bậy bạ cái gì đó, không thể các người vũ nhục thanh ca. Còn có một chuyện ngươi không hiểu thì cũng đừng nói lung tung, nhanh trở về nhà đi, nơi này không liên quan gì đến ngươi. Lưu Vũ Hàng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Vốn dĩ nhìn thấy tâm nhị chu không xấu, nên Lưu Vũ Hàng không ngại để hắn theo tổ chứng kiến Dương Thanh truyền thụ võ nghệ cho mình, nhưng lúc này cậu chỉ muốn để nhị chu nhanh chóng rời đi. Nhị chu cũng lúng túng không thôi, vội vàng giải thích nói mình chỉ là đang nói Dương Thanh, Dương Thanh nhất định là người xấu, không phải là đang nói Lưu Vũ Hàng. Lưu Vũ Hàng lúc này làm sao có thể nghe lọt vào trong tai, trực tiếp vươn tay đẩy nhĩ chu nói hắn trở về nhà của mình, đồng thời cảnh cáo nhĩ chu nếu là dám để lộ ra tin tức về Dương Thanh, cậu nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nhĩ chu. Nhĩ chu lúc này có hết sức xấu hổ, đành phải rời khỏi nhà Lưu Ngự Yên. Dương Thanh ngược lại là không hề để ý tới nhĩ chu, anh khích lệ Lưu Vũ Hàng: tỷ tức cậu thực sự không tệ a, chỉ mấy ngày ngắn ngủi liền đã lợi hại như vậy. Sau đó Dương Thanh để tiếp tục truyền thụ cho Lưu Vũ Hàng thêm mấy chiêu. Lưu Vũ Hàng giờ phút này kích động không thôi, cậu liến thoáng hỏi Dương Thanh còn có chiêu thức nào lợi hại hơn hay không. Dương Thanh cười cười nói ra: chiêu thức hoa mỹ thì không cần quá nhiều, muốn trở nên lợi hại hơn thì mấy chiêu vô cùng đơn giản này là đủ rồi. Bởi vì muốn trở nên mạnh hơn thì cần phải học công pháp và làm kỹ linh khí. Tại bên trong cổ võ trung giới, chiêu thức của một cường giả về cơ bản để rất đơn giản, mà dựa vào chính là bộc phát ra linh lực cùng công pháp. Chiêu thức liền vô cùng đơn giản, chỉ cần tốc độ cực nhanh, một khi thể nội dồi dào linh khí liền đủ mạnh. Lưu Vũ Hàng đối với những điều này hoàn toàn không biết gì. Dưới ta thì từ nhỏ cậu chỉ lân quanh ở bên trong thành cốc. Cậu lại tò mò hỏi Dương Thanh cái gì là điều động linh khí, vận chuyển công pháp lại là cái gì. Sau khi Dương Thanh có chút trầm tư, thấy Lưu Vũ Hàng đối với những vấn đề này cảm thấy hứng thú như thế, mà lại về sau sớm hơn gì anh cũng sẽ đem điều tử này trở lại cổ võ trung giới. Việc cậu trở thành một võ giả cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vì vậy Dương Thanh quyết định truyền thụ cho tiểu tử này một số bí pháp thật sự. Sau đó Dương Thanh đặt hai tay trên bờ vai Lưu Vũ Hàng, thái độ hết sức nghiêm túc nói ra: quân hiện tại truyền thụ cho đệ một số bí pháp quan trọng, nhưng có thể thành công hay không là nhìn tạo hóa của tiểu tử cậu. Thế nhưng là cậu nhất định phải ghi nhớ, sau khi học được bản lĩnh thực sự
trừ phi là có người bắt nạt mình hoặc là ức hiếp tỉ tỉ của cậu, thì cậu có thể bộc phát ra kỹ năng thực sự của mình, dạy cho những kẻ đó một bài học. Những tên kia nếu là dám đến báo thù và liền sẽ để bọn hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tuy nhiên, trừ chuyện đó ra, cậu tuyệt đối không được lấy thực lực của mình cố tình đi bắt nạt người khác, không thể làm chuyện xấu, càng không cho phép tùy ý giết người, bởi vì tỉ tỉ cậu sẽ lo lắng, cũng sẽ hận Huynh. Nếu để cho Huynh biết được cậu dùng bản lĩnh mình học được tùy ý làm sát người vô tội, tùy ý ức hiếp người khác, Huynh sẽ không bỏ qua cho tỉ tỉ cậu. Thái độ của Dương Thanh hết sức rõ ràng, đối với địch nhân nhất định phải tàn nhẫn, không được đương tay, nhưng tuyệt đối không được chủ động đi ức hiếp người khác. Lưu Quốc Hàng thấy Dương Thanh giờ phút này một cái mặt nghiêm khắc, đương nhiên có thể minh bạch Dương Thanh không phải là đang nói đùa với mình. Chính vì vậy, Lưu Vũ Hàng có 10 phần nghiêm túc gật đầu, cầu một lòng chỉ muốn bảo vệ Lưu Ngụy Yên. Được, tôi tin tưởng cậu. Dương Thanh vuốt vuốt đầu Lưu Vũ Hàng, đối với tiểu gia hỏa này anh cũng 10 phần yêu thích. Sau đó Dương Thanh trực tiếp truyền thụ cho Lưu Vũ Hàng một bộ công pháp. Về phần chiến thần quyết kia, đương nhiên anh sẽ không tùy ý truyền thụ, anh chỉ truyền thụ một công pháp mà mình học được từ tông môn khác. Mặc dù mình không dùng được công pháp này, nhưng là công pháp kia rất thích hợp để Lưu Vũ Hàng tu luyện, đồng thời đủ để cho tiểu tử này trưởng thành, về sau đi cổ võ trung giới cũng sẽ không bị người ức hiếp. Bộ công pháp này tên là Thanh Đế Quyết, cậu trước tiên phải học được thu khí nạp hơi, mới đi động lên khí ra vào, thì về sau học cách vận chuyển bộ Thanh Đế Quyết này. Dương Thanh đem mỗi một chữ đều nói hết sức rõ ràng, đồng thời cũng lặp lại hai lần. Tiểu tử này ngược lại là cũng thông minh, rất nhanh liền ghi nhớ toàn bộ những gì Dương Thanh vừa nói tới. Ngay sau đó, Lưu Vũ Hàng tại dưới sự chỉ dẫn của Dương Thanh liền bắt đầu nghiêm túc tập luyện. Đến lúc ăn cơm tối, Lưu Vũ Hàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức nói với Dương Thanh: "Thanh ca, Huynh biết không, hôm nay chúng ta đi hái thuốc, vậy mà phát hiện một chuyện rất đáng sợ." "Chuyện gì xảy ra vậy chứ?" Dương Thanh vô thức hỏi. Lưu Vũ Hàng lập tức liễu lo không ngừng kể lại: "Tối hôm qua ở trên núi, vậy mà có rất nhiều dã thú bị giết chết. Bình thường chúng ta đều rất ít khi gặp được dã thú, hơn nữa còn có một mãng xà cực lớn bị giết chết. Nhìn hình dạng của nó giống như bị người đánh chết. Người thành chủ cấp bây giờ rất bàng hoàng lo sợ. Mãng xà cực lớn kia giống như đã sống hàng trăm năm. Người thành chủ cấp căn bản là không có thực lực giết được con mãng xà cực lớn này. Nhưng mãng xà cực lớn này chết rất thảm, và nó có vẻ như đã bị con người giết chết. Đoán chừng bên trong thành địa cốc chúng ta lại có người ngoài đến đây. Huynh gần đây cũng phải cẩn thận một chút đó, ngàn vạn lần không thể gặp được ác ma kia, một khi gặp phải nhất định phải kịp thời tránh đi." Cốc chủ để đã nói, người giết chết mãng xà cực lớn này nhất định là rất lợi hại, để mọi người về sau khi đi hái thuốc đều phải cẩn thận. Dương Thanh lập tức nhớ lại, mãng xà cực lớn kia hiển nhiên chính là con mãng xà mà anh hôm qua vừa lên núi đã giết chết. Dương Thanh cười cười nói mình về sau sẽ cẩn thận. Thế nhưng là Lưu Ngụy Yên để đẹp ánh mắt nhìn về phía Dương Thanh, nàng lúc đó nhìn thấy mãng xà cực lớn bị giết chết cũng 10 phần sợ hãi, trong đầu rất nhanh liền liên tưởng đến việc Dương Thanh hôm qua êm huông khuy khoách mới trở về, nhưng toàn thân đều dính đầy máu tươi. Điều này khiến Lưu Ngụy Yên không thể không hoài nghi Dương Thanh. Đối với đẹp của nàng nhìn về phía Dương Thanh thốt lên: "Thanh ca, chuyện này có phải là..."